Vâng, chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục đọc với những cái phần ngữ pháp tiếng Anh. Nó dài lê thê và đọc nhiều thì mình nghĩ ra được cái cách nào đó để truyền tải nó tốt nhất cho các bạn. Cho nên tôi cứ vừa đọc vừa học. Rồi sau này sẽ xóa nó video đi, xong lại làm video khác hoàn chỉnh hơn. Bài 30 tiếp tục về may và might. Thì cái phần trước nói về may và mai dịch là có thể sẽ. Thì ở đây cũng thế thôi. Chúng ta dùng may và mai để nói về những cái hành động có thể hoặc là xảy ra trong tương lai. Cái này thì phần trước thì may và mai thì về hiện tại và về quá khứ. Thì phần này thì về tương lai. Ví dụ như này. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ dành thời gian dành cái kỳ nghỉ của tôi á đi nghỉ là ở đâu. Tôi có thể sẽ đi Ireland. Đó, có lẽ là tôi sẽ đi Ireland. Thực ra thì cấu trúc nó cũng không có cái gì thay đổi nhiều đâu. Nó vẫn cứ loanh quanh là ở phần trước thì may mai là hiện tại này. Rồi đến quá khứ và bây giờ đến tương lai. Nhưng mà hầu hết thì tôi hiểu là may might nó giống như một cái trợ động từ. Nó gần giống một trợ động từ, không hẳn như thế. Nhưng mà nó sẽ đứng sát với chủ từ xong đến may might. Rồi xong đằng sau, tùy quá khứ thì thêm have, verb 3. Còn hiện tại thì nguyên mẫu bỏ chư. Và đây tương lai cũng thế, nguyên mẫu bỏ chư. Rồi mang một cái ô theo với bạn khi mà bạn đi ra ngoài, trời có thể, tí nữa trời có thể sẽ mưa đó. Thì có lẽ trời sẽ mưa. Đó. Thì nó dịch giống như là tương lai đơn. Rồi xe buýt thì không luôn luôn đúng giờ đâu. Chúng ta có thể phải đợi một vài phút đấy. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi vài phút. Đó, nó dịch cho tương lai. Ở cái phần trước may mai thì cho hiện tại, cho quá khứ. Thì bây giờ may mai thì cho tương lai. Cái dạng phủ định của may mai thì vẫn là may not, may not thôi. Ví dụ như là An thì có thể sẽ không tới bữa tiệc tối nay. Cô ấy không được khỏe. Có lẽ không, cô ấy không đến. Rồi có thể sẽ không có. Có thể không có một cái buổi họp, buổi gặp mặt vào thứ sáu. Là bởi vì giám đốc bị ốm. Thì phải hủy cái buổi họp đó. Đó, thì lúc đó dịch là có thể sẽ, có thể sẽ, có thể sẽ. Thường thì nó không có vấn đề gì liệu là bạn dùng may hay là dùng might. Thường thì bạn dùng hai thằng như nhau. Vì vậy bạn nói may cũng được, might cũng được. Tôi có thể sẽ đi Ireland hoặc tôi có thể sẽ đi Ireland. I may, I might, y nhau. Đó. Rồi Jane có thể... có khả năng giúp được bạn. Đó, thì may cũng được mà mai cũng được. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng mai chứ không dùng may trong những cái tình huống chém gió nó nói phét đấy, hoặc nó nói quá đấy, khi mà những tình huống nó không có thật. Ví dụ như nếu tôi mà là họ, nếu mà tôi biết nếu mà tôi biết họ rõ hơn ấy, thì tôi có thể sẽ mời họ đi ăn tối. Đó. Nếu mà tôi biết họ tốt hơn ấy, thì tôi sẽ mời họ đi ăn tối. Chưa rõ lắm là sao họ tốt hơn, họ rõ hơn là cái kiểu gì ở cái chỗ này. Thì cái tình huống ở đây là không có thật
bởi vì tôi cũng không biết họ rõ lắm. Tôi mà thân họ hơn thì tôi mời họ đi ăn tối rồi. Thì cái tình huống này là không có thật, tức là mình đang giả sử như vậy, chém như vậy thôi. Vì vậy mà mình sẽ không mời họ. Và ở đây sẽ không dùng may được. À, không dùng may được. Rồi cũng có cái dạng, một cái dạng tiếp diễn, may mai cũng có thể có dạng tiếp diễn. So sánh nó mới will xem vào. Ví dụ như là đừng gọi lúc 8 rưỡi. Tôi sẽ đang xem trận bóng đá trên tivi. Đó. Thì cũng dùng may được. Ví dụ đừng gọi lúc 8 rưỡi, tôi có thể sẽ đang may cũng được, mai cũng được, nhưng mà sẽ dịch, không dịch là sẽ mà dịch là có thể sẽ đang xem trận bóng đá trên tivi. Đó, cũng có dạng tiếp diễn. Rồi chúng ta cũng có thể dùng may hoặc là dùng might, BING, cho những cái kế hoạch có thể. Ví dụ như là tôi có thể sẽ đi Ireland vào tháng 7 này. Đó. Có thể sẽ. À xin lỗi, ở đây là chưa đưa vào có thể sẽ, mà đưa là hiện tại tiếp diễn, nói về kế hoạch của cá nhân trong tương lai ấy, là tôi sẽ đi Ireland vào tháng 7, tôi có kế hoạch rõ ràng và sẽ rất dễ xảy ra. Rồi hạ một cấp độ xuống là tôi có thể sẽ đi Ireland vào tháng 7, thì cái điều này nó giảm đi tới 50% rồi, một đằng là tôi sẽ, một đằng là tôi có thể sẽ, thì cái độ xảy ra nó thấp hơn. Nhưng bạn cũng có thể nói là tôi có thể đi tới Ireland với sự khác, với ý nghĩa khác biệt một chút. Ý nghĩa khác khác biệt một chút về ý nghĩa. Tất nhiên là phải khác biệt rồi, phải một thằng là sẽ, còn một thằng là, à không, ở bên dưới này không cần dùng ing, không cần dùng ing. Nhưng mà bạn bạn cũng có thể nói như này, nhưng mà nghĩa nó khác đi một chút. Khác đi một chút là khác thế nào? Thì trên kia cái kế hoạch thì nó là tôi có thể sẽ đi, còn ở chỗ này cũng nói là tôi có thể đi Ireland, tôi có thể đi, còn kia tôi có thể sẽ đi. Ở kia là có kế hoạch, còn đây là nói chắc là ngẫu nhiên, không có kế hoạch gì cả, tôi có thể đi Ireland. Rồi might as well, rồi may as well là cái gì? Lại một cái cấu trúc lạ hoắc nữa. Ví dụ nghiên cứu cái tình huống ví dụ như này. Helen và Claire vừa mới bị nhỡ xe buýt. Và xe buýt thì chạy cứ mỗi giờ, có nghĩa là một giờ mới có một chuyến. Mà mình chờ mỏi mắt rồi, thế mà mình lại còn để nhỡ nó. Như vậy muốn tìm được cái chuyến tiếp theo thì phải chờ một giờ nữa. Chờ một giờ nữa. Thì Helen, ba hai thằng bắt đầu băn khoăn. Thì bắt đầu hỏi nhau và chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên đi bộ không? Đó, đó con Helen bắt đầu sốt ruột rồi. Thôi hai thằng chả biết làm ăn thế nào mà một tiếng mới có một chuyến xe buýt mà còn để nhỡ. Nó chạy qua mất rồi. Bây giờ muốn chờ chuyến tiếp theo thì phải một tiếng nữa. Và Helen sốt ruột bảo bây giờ chúng mình làm gì bây giờ? Hay là mình đi bộ, có nên đi bộ không? Thì Claire trả lời là chúng ta might as well, là chúng ta thì chả còn sự lựa chọn nào nữa. Và nó là một ngày đẹp trời và tôi không muốn phải đợi ở đây cả một giờ nữa. Có nghĩa là chúng ta cũng chẳng còn cái cửa gì nữa. Một tiếng nữa xe mới đến. Chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Thì tốt nhất là đi bộ đi chứ còn gì nữa. Và chẳng có gì để bàn cả. Thì cái từ we might as well này, nó giống như là chúng ta chẳng còn cửa gì mà chọn nữa. Chẳng còn việc gì mà bàn nữa. Cái việc đi bộ là đương nhiên rồi.
kiểu như thế. Đó thì we might as well thứ gì đấy thì chúng ta nên làm cái thứ đó, bởi vì nó không có cái việc tốt hơn để mà làm so với cái việc đấy, chẳng còn việc điều gì mà tốt hơn được cái đó nữa. Đó không không còn có một cái lý do nào khác để mà làm nó nữa. Đó, đấy là sự lựa chọn duy nhất rồi. Bạn cũng có thể không dùng might thì dùng may, nó cũng thế thôi. À, ví dụ một cái tình huống khác là bạn sẽ đi lúc mấy giờ? Tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi đã sẵn sàng rồi. Vậy thì bây giờ lựa chọn đi bây giờ là lựa chọn tốt nhất đấy. À, bạn định đi lúc mấy giờ? Tôi đã sẵn sàng rồi. À, không phải mấy giờ nữa mà ngay bây giờ là sự lựa chọn tốt nhất. À, ngay bây giờ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Đó. Tốt nhất là đi ngay bây giờ. Rồi xe buýt thì quá đắt nhờ những cái ngày này. À, những ngày Covid mà xe buýt để chở được 3 người, 2 người, nó tính cho cả xe, đắt quá. Bạn tốt nhất là bạn nên gọi taxi. À, đó, thì cái cấu trúc chỗ này là tốt hơn hết, lựa chọn hay nhất bây giờ là bạn bắt taxi, gọi taxi. Thì taxes là cách tốt nhất, chứ không phải, nó chắc chắn là nó sẽ không đắt hơn xe buýt. Vâng, là cách chọn tốt nhất bây giờ. Đó thì cái từ đó thì chả biết dịch thế nào, nó chỉ dịch là nó là cái sự lựa chọn tốt nhất, nó không có cách nào khác. Vâng, cái as well gì gì đấy. Vâng. Bây giờ vào một cái bài tập, mà bài 30.1 là viết những cái câu với may và might. Câu số 1 là bạn sẽ đi nghỉ ở đâu, cái nghỉ đi đâu cho cái kỳ nghỉ của bạn đó, gợi ý là tới island. Thì trả lời là tôi vẫn chưa quyết định, có thể tôi sẽ đi island. Thì cái này là tương lai rồi. À, tương lai đó, có thể sẽ, rồi bạn sẽ mua cái loại xe gì? Gợi ý là Mercedes này hả? Tôi cũng không chắc chắn lắm, chưa chưa có cái sự quyết đoán ở cái chỗ này. I may hoặc I might, tôi có thể sẽ mua một con Mercedes. Đó, I may hoặc I might buy. Rồi một cái tình huống khác là bạn sẽ làm gì vào cái tuần này? À, gợi ý là tới London. Thì tôi vẫn chưa quyết định, có thể là tôi sẽ đi London. Rồi một tình huống khác nữa là bạn sẽ treo cái bức tranh này ở đâu? Bức tranh đó ở đâu? Gợi ý là ở trong phòng ăn. Thì I may hoặc là I might hang, treo nó ở trong phòng ăn. Có thể tôi sẽ treo nó ở trong phòng ăn. Đây là diễn tả cho tương lai đơn. May, might, dịch là có thể sẽ. Cấu trúc là add cộng với bọn nó cộng với lại verb một bỏ to, cộng với phần phụ. Rồi Tom sẽ đến và gặp chúng ta khi nào? Gợi ý là thứ bảy. Thì tôi cũng không không rõ lắm và chưa biết, nhưng mà anh ấy có thể đến vào ngày thứ bảy. He might come on Saturday. Rồi tình huống nữa là Junior thì sẽ làm gì khi mà cô ấy rời khỏi trường phổ thông, thì là đi học đại học.
thì tôi cũng cô ấy cũng chưa có quyết định. À, cô ấy có thể sẽ đi học đại học, go to university. À, đó là một cái might might à may might là dịch cho như vậy. May might vừa xuất hiện ở trong quá khứ, vừa là hiện tại, vừa là tương lai. À, đó tương lai đơn cũng có thể có tiếp diễn các thứ được, và nó gần giống như một trợ động từ. 30.2 là hoàn thành những cái câu dùng might cộng với một động từ mà họ cho sẵn ở đây. À, ví dụ động từ bite, break, knee, rain, snip và wake. Ví dụ mang một cái ô theo với bạn khi mà bạn đi ra ngoài, trời có thể sẽ mưa, tí nữa trời, đó. Bây giờ thì chưa mưa nhưng mà tí nữa trời có thể sẽ mưa đó. Đó. Thì lây là sau đấy là lát nữa. Rồi đừng tạo quá nhiều tiếng ồn, tức là đừng có làm ồn thế. Bạn sẽ đánh thức baby của tôi đấy. Đó. You might wake the baby. Bạn có thể sẽ đánh thức bé con nó dậy mất. Rồi hãy cẩn thận với cái con chó đó. Nào, nó có thể sẽ cắn bạn đó. Thì it might bite you. Tất nhiên là might được thì may cũng được. Chỉ có điều trong cái trường hợp mà nó không có thực, chém hơi nhiều thì dùng might. Không dùng may. May thật thà hơn. Tôi không thích chúng ta, à tôi không nghĩ là chúng ta nên ném cái lá thư này đi xa đâu, ném đi đâu. Và chúng ta có thể sẽ cần tới nó sau này, thì nó we might, chắc bằng chứng gì đây, we might need. Rồi câu số 5 là hãy cẩn thận đó. Thứ này cái đường, cái con đường đi bộ, tức là đường mòn ấy, chắc đoán đường mòn, liếc cái này tưởng là kem đánh răng hay cái gì nhưng không phải. Cái từ footpath là cái đường mòn thì rất là trơn, tức là cái đường này sẽ bị vào mùa đông ở các nước khác thì họ lạnh, lạnh thì nước nó đóng băng và đương nhiên là trên mặt băng thì nó trơn kinh khủng. Thì cái từ này không biết dùng nghĩa gì, nghĩa của nó là băng, icy là băng nhưng mà trơn, đường là rất rất nhiều băng đó. Đó, cái đường mòn rất nhiều băng, bạn sẽ bị ngã, bị trượt, đó. Trượt, you might, bạn có thể sẽ trượt, bị trượt, you might slip là cái từ trượt, đó. Thì đường băng chúng ta xem rồi, đứng không đứng được, đi không đi được, tự nó sẽ trôi hết. Đó. Mà cực kỳ nguy hiểm nếu mà đường núi mình trôi một phát là ngã chết ngay. Đó. Không thể bám víu ở đâu được, nó trơn cực trơn luôn. Rồi câu số 6 là bạn không muốn bọn trẻ con chơi ở trong cái phòng này vì chúng có thể sẽ làm vỡ mọi thứ, một số thứ mà cái bọn trẻ con nó vào một lúc là tan nhà nát cửa luôn. Thì chúng có thể đó, they might hoặc là they may break break đó. Chúng có thể sẽ làm vỡ một số thứ. Đấy là bài tiếp bài 30.3 thì hoàn thành những cái câu dùng might cộng dùng might be able to hoặc là might have to cộng với một động từ phù hợp. Thì câu thứ nhất là tôi không thể giúp bạn nhưng tại sao bạn không hỏi nhiều. Cô ấy có thể có khả năng giúp bạn. Như vậy là có hai cái có thể liền nhau. Cái might là có thể sẽ
Còn cái be able to là có thể, là có thể, có thể giúp bạn. Thì dịch như thế nghe nó buồn cười, thì dịch là cô ấy có thể sẽ có khả năng giúp bạn. Đó. Thì cái be able to đó dịch là có khả năng đi. Rồi tôi không thể gặp bạn vào tối nay được, nhưng mà tôi có thể sẽ vào gặp bạn vào tối mai. Thì I might be able to, đó, tôi có thể có khả năng gặp bạn được vào tối ngày mai. Rồi câu tiếp theo là tôi không đang làm việc vào thứ bảy, nhưng mà tôi có thể sẽ, tôi có thể sẽ phải làm việc vào ngày chủ nhật. Tức là ngày thứ bảy thì tôi đang rảnh, nhưng mà có thể vào ngày chủ nhật là tôi phải làm việc. Cũng có thể thôi, chưa biết, còn đang chờ sếp quyết định. Rồi câu số 4 là George thì không được khỏe. Anh ấy có thể sẽ phải đi viện cho một cái đợt phẫu thuật. Thì he might have to, ở đây là phải. Thế thôi, dịch đơn giản. Rồi bài 4 viết những cái câu với may not hoặc là my not. Rồi tí nữa là nó đủ hết lý thuyết có gì thì bài tập nó sẽ trải đều từng đấy. Tôi không biết liệu nếu An sẽ tới bữa tiệc. Tôi không biết là liệu An có đến bữa tiệc không. Thì An có thể sẽ không tới bữa tiệc. Thì đang dùng dạng phủ định. Thì thêm cái not vào thôi. Rồi câu thứ hai là tôi không biết liệu tôi sẽ đi ra ngoài tối nay không. Tôi cũng chả biết được, chưa có kế hoạch gì cho buổi tối đâu. Thì mình chỉ nói là tôi có thể không đi ra ngoài tối ngày hôm nay. Thì I may hoặc I might not go out this evening. Rồi tiếp theo là tôi cũng không biết liệu cái thằng Tom đó nó sẽ thích cái món quà mà tôi mua cho nó không nữa. Tôi không biết là nó thích hay nó không thích. Thì mình chỉ đoán thôi là Tom có thể sẽ không thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy. Rồi câu tiếp theo là tôi cũng không biết là liệu Siêu sẽ có thể gặp chúng tôi vào buổi tối nay hay không. Thì mình đoán là Siêu có thể sẽ không có khả năng gặp được chúng tôi tối ngày hôm nay. Đó. Là một cái dạng phủ định của may mai nữa. Rồi đọc những cái tình huống và tạo những cái câu với may rồi might as well. Thì cái này câu thứ nhất là gì? Bạn và một người bạn vừa mới bị nhỡ xe buýt. Và xe buýt thì chạy mỗi giờ một lần. Đó, chạy mỗi giờ một lần. Thì bạn bắt đầu nói chúng ta sẽ phải đợi một giờ cho cái chuyến xe buýt kế tiếp. Chúng ta có thể, chắc chỗ này là đi bộ, đánh nhầm này. Chúng ta, thì chỗ này là gì? Chúng ta phải chờ một tiếng nữa cho cái chuyến xe buýt kế tiếp. Cho nên là cái sự, chúng ta có cái sự lựa chọn, không còn sự lựa chọn nào khác. Tức là lựa chọn tốt nhất là đi bộ, là chúng ta đi bộ. Chúng ta, đó, tốt nhất là chúng ta đi bộ. Chỗ này dịch là tốt nhất là chúng ta đi bộ. Rồi bạn có một cái vé, một cái vé miễn phí, tức là một giống như một cái giấy mời đấy, cho một cái buổi hòa nhạc. Mà bạn ấy thì không hứng thú gì với cái nắm hòa nhạc cả.
À. Nhưng mà bạn vẫn quyết định đi vì tiếc tiền mà. À, cái giống người Việt mình vậy, cứ cái gì miễn phí là ham lắm, không thích cũng đi. Thì bạn nói là tốt nhất là tôi nên đi xem cái buổi hòa nhạc đó, thật là phí, thật là tiếc, hoặc là thật là tiếc khi mà để phí một cái vé mà nó lại không mất tiền. Đó, tâm lý người Việt. Đó. Đó. Đó, ai mê mai tốt nhất là tôi đi xem buổi hòa nhạc. Thật phí khi mà để, thật tiếc khi mà để lãng phí một cái vé, một cái giấy mời như này. Thì cứ đi. Đó. Rồi câu số 3 là bạn đang ở trong một quán cà phê với cùng một người bạn. Bạn đã kết thúc cái việc uống của mình. Có nghĩa là bạn đã uống xong đồ uống của mình, uống xong đồ uống của bạn rồi. Thì nó là một cái tiệm cà phê mà đẹp và không có lý do gì để mình phải đi bây giờ. Có nghĩa là mình thì mình với ông bạn đang ngồi chém gió ở quán cà phê, mà quán thì có nhiều cô chân dài, nhìn nó khoái. Cái thứ hai là cà phê nó cũng ngon, mà mình uống xong cái cốc của mình mất rồi. Thì đúng ra uống xong thì biến thôi. Thế nhưng mà mình là người gọi là thừa thời gian, suốt ngày đi giết thời gian, quán đẹp như vậy thì không lỡ đi. Không có lý do gì để mà mình đi bây giờ cả. Vì vậy thì tại sao mà bạn lại không làm tách nữa? Cho nên bạn nói là tốt nhất là chúng ta nên uống thêm tách nữa. À. Rồi bạn muốn uống cái gì? À, kiểu thế. Thì tốt nhất là làm tách nữa rồi tí đi đi sau. Chứ bây giờ chưa có việc gì cả. Thì cái tốt nhất là thì dùng cái cấu trúc mà nó cố định đấy rồi. May hoặc là mai thêm as well đó. Tốt nhất là bọn mình, chúng mình uống thêm một cái ly khác, another 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 nào khác, một cái tách khác. À, tốt nhất là bọn mình làm tách nữa. Mày muốn uống cái gì với nó nào, cà phê hay là cà cao hay cái gì đấy. Rồi câu số 4, bạn và một người bạn của bạn đang ở nhà, bạn thì đang buồn chán, mà trên tivi á thì lại có một bộ phim sẽ được bắt đầu trong một vài phút nữa. À. Và bạn nói là gì đấy, hai thằng đang ngồi bêu mõm lên, mà theo cái kế hoạch thì tivi này nó có bộ phim hay. Cho nên là cách tốt nhất là bọn mình xem phim. Đó. Chẳng có lý do gì khác để, chẳng có việc gì khác để mà làm đâu. Thôi bây giờ xem phim. Cách tốt nhất là xem phim. Đó, thì mình sẽ nói là we may hoặc là might as well watch it. Đó. Cách tốt nhất là mình xem phim. Tốt nhất là bây giờ không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Thì ở Việt Nam mình cũng có từ này mà. Tốt nhất là bọn mình. Đó, tốt nhất, bây giờ tốt nhất là, tốt hơn là, tốt nhất là. Đấy. Thì cũng có. Thì nước họ cũng có. Bạn và một người bạn của bạn ở nhà. Rồi, hết cái bài 30 rồi. Ừ, hôm nay tôi ngáp hơi nhiều. Cho nên là không làm 31 nữa. Có lẽ là để một video khác. Đó. Thì ở cái bài 30 vừa rồi ấy, là chúng ta thấy là nó dùng mây và mai, mây mây bây giờ đang nhầm, mây mây và mai cho cái loại tương lai và có thể sẽ đi đâu đấy, có thể sẽ làm gì đấy, dịch theo kiểu đấy, với lại nó ghép thêm cái as well vào thì mình dịch là tốt nhất là mình làm cái gì đó,
không còn sự lựa chọn nào khác. Mình dịch tốt nhất là mình làm cái này, tốt nhất là mình làm cái kia, tốt nhất là mình đi bộ, tốt nhất là mình bắt taxi, vân vân và vân vân. Đó, thì nó là muốn đưa cho ta những cái kiến thức đó. Thế còn bài 31 thì nó sẽ so sánh must và have to. Thì cái này để video sau. Video này thế thế thôi, ngáp ngắn ngáp dài suốt rồi.